Bà dùng đại tràng Tâm Bình đi, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa chớ lo, đại tràng ổn định là do Tâm Bình. Với Ngọc, trang sức không chỉ để làm đẹp mà còn là những câu chuyện. Ngọc mua sợi dây chuyền này sau vai diễn đầu tiên, giúp Ngọc tự tin hơn mỗi ngày. Ngọc rất thích đôi bông tai Benji mẹ tặng 10 năm rồi mà vẫn bền đẹp. Chiếc vòng này Ngọc rất quý, một chị bạn thân đã tặng Ngọc 5 năm trước. Mỗi trang sức Benji đều gắn với câu chuyện ý nghĩa. Ngọc chọn Benji. Giới thiệu dung dịch vệ sinh phụ nữ xạ hương tươi mới, được tăng cường chất xúc sâu tầm collagen và vitamin B3, giúp dưỡng da, giảm tác động của lão hóa, cho da sáng sạch mềm mại hơn. Xạ hương tự nhiên an toàn, cải tiến tối ưu để chăm sóc phụ nữ ngày càng tốt hơn. Dù trong tình huống như vậy, Hà đều không lo lắng. Downy cải tiến mới không hòa lẫn với mùi hôi, luôn thơm hoàn hảo và bền lâu hơn nước hoa đắt tiền. Thật quyến rũ với mùi hương ấy. Downy nước hoa cao cấp mới, dễ đong không bị đổ. Với trên 92% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhấn mạnh cần tuân thủ luật pháp quốc tế, các phán quyết của Tòa án quốc tế để quản trị xung đột trên Biển Đông, thông tin tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần thứ 10 tại Đà Nẵng. Tuần hành và meeting kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng 10 Nga với sự tham gia của hàng nghìn đảng viên Đảng Cộng sản, đại diện các hội đoàn, các phong trào và tổ chức xã hội trên khắp nước Nga. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam.